các bạn đã quay trở lại với Bom Kitchen and More. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Bom sẽ giới thiệu đến các bạn một cái món bánh, đó chính là bánh bí ngòi. Đây là một quả bí ngòi, các bạn nhìn thấy giống trái gì không? Đó chính là ở bên Việt Nam của Bom thì nhìn giống trái cà tím, rất là vừa tay cầm luôn. Đây thì Bom có hai trái bí ngòi, sữa chua, một ít bột mì, những quả trứng gà, một ít muối, một ít tiêu và cuối cùng là một ít tỏi băm nhuyễn. Bây giờ thì Bông sẽ bắt tay vào thực hiện cái món bánh bí ngòi. Trước tiên là Bông sẽ gọt vỏ quả bí ngòi. Và cái món này được các bạn ở nước ngoài rất là ưa chuộng, nhưng mà ở Việt Nam của Bông thì Bông chưa thấy chỗ nào bán cái món này. Bông phải làm thử để coi có ngon hay không, thế đó mời bạn bè của Bông đến và bạn bè Bông đến ăn thấy ngon quá, lúc đó thì Bông sẽ bắt đầu Bông mở tiệm bánh bí ngòi. Ở đây Bông sẽ sử dụng một quả thôi tại vì có mình nên Bông ăn. Sau khi mà các bạn gọt vỏ, chúng ta sẽ bào qua một cái đầu bào như thế này. Xong, chúng ta sẽ bào cái bên ngoài thôi, chúng ta bỏ cái phần hạt, cái lõi bên trong. Tiếp đến là Bông sẽ đập một quả trứng gà. Và sau đó thì Bông sẽ cho một ít bột mì vào trong tô. Bông sẽ cho vào đây một xíu muối, một số tiêu. Sau đó Bông sẽ đánh tơi cái hỗn hợp này lên. Các bạn ơi, vì bột nó rất là khó tan nên chúng ta cần một cái muỗng, chúng ta cà cà. Chúng ta sẽ đánh cho đến khi nào mà những cái cục bột như thế này nó hòa đều luôn, giống như là trứng mà chúng ta đánh tơi ra là được. Và tiếp đến là Bông sẽ cho tỏi đã băm nhuyễn vào. Chúng ta sẽ khuấy đều lên một lần nữa. Và tiếp đến là đây là cái tô bí ngòi mà Bông đã bào sợi nhuyễn như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ trộn cái này luôn. Chúng ta sẽ đảo đều luôn. Và các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn cho nó khô thì chúng ta có thể để thêm bột. Còn Bông thì muốn nó nhiều trứng béo hơn nên Bông sẽ để ướt ướt như thế này, tùy theo các bạn nha. Bây giờ thì công đoạn quan trọng nhất đó chính là chúng ta sẽ bắt bếp lên và chiên. Và Bông thấy là ở trên mạng thì người ta chiên những cái bánh nhỏ và người ta xếp chồng lên nhau, giống như là những cái bánh kẹp mà xếp chồng lên vậy. Nhưng mà ở đây thì Bông sẽ làm lạ hơn một xíu, tại vì Bông phải có một cái gì đó riêng của Bông mà, đúng không? Nên Bông sẽ chiên một cái bự luôn. Hôm nay Bông cảm thấy nhức đầu quá. Giá như mà các bạn tiện ta, các bạn bấm một like hoặc đăng ký một cái kênh của Bông, chắc là Bông sẽ đỡ nhức đầu hơn. Bông nói chơi đó, nhưng mà nếu như các bạn làm thiệt thì Bông sẽ rất là vui. Dầu đã soi rồi, bây giờ Bông sẽ cho bí ngòi vào. Các bạn ơi, Bông nhìn thấy những cái sợi dài và những cái miếng bột và những cái miếng trứng như vậy, các bạn có biết là Bông đang liên tưởng cái món gì không? Một cái món khá là hot ở Việt Nam của Bông nhưng mà nằm ở khu vực phía Bắc, đó chính là cái món chả rươi á các bạn. Và Bông thấy mọi người á muốn chở cái từ mặt dưới lên mặt trên thì người ta chỉ cần úp một cái nắp thì rất là nhanh. Nếu Bông úp thử không biết được không? Ây da. Các bạn ơi, và xong cái món này rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ ra một cái dĩa. Các bạn ơi, rất là thơm. Bây giờ công đoạn cuối cùng đó chính là Bông sẽ để một ít sữa chua lên. Các bạn ơi, xong cái Bông sẽ lướt đều cái miếng sữa chua cho nó tan chảy thấm đều lên cả hết cả cái bánh của mình. Các bạn ơi, đây là một cái món ăn rất là lạ, vừa béo vừa có ngọt nữa. Bây giờ thì Bông mời các bạn cùng ăn thưởng thức cái Bông nha. Bông sẽ cắt một ít, Bông sẽ quết một ít sữa chua ngọt ngọt lạnh. Mời các bạn cùng ăn với Bông nha. Bây giờ thì Bông ăn thêm một miếng nữa. Bông sẽ không ăn cùng với lại sữa chua mà ăn không.
sau khi mà bông ăn á, những miếng đầu tiên thì bông có quế sữa chua lên thì nó ngọt ngọt, nó lạnh lạnh, nhưng mà cái món thứ ba, cái miếng thứ ba thì bông ăn, bông chỉ ăn không thôi, bông không có quế lớp sữa chua, thì bông thấy cái hương vị nó lại khác. Cái hương vị mà có một ít sữa chua thì nó vừa có vị nóng vừa có vị lạnh, giống như là lưỡi của chúng ta chia làm hai ngăn luôn á, một bên nóng một bên lạnh, và một bên béo và một bên ngọt. Tại vì sữa chua thì nó rất là ngọt, còn trứng không với lại một ít muối thì nó tăng cái độ béo của trứng lên, nó như nó cảm giác rất là lạ, nó như là một cái món bánh ngọt luôn á. Nhưng mà có điều là bông chiên không có giòn, bông chiên mềm mềm vừa vừa chín tới nên nó vẫn còn giữ được cái độ dẻo dẻo sệt sệt có nước. Và cái miếng thứ hai thì bông ăn thì nó như là một cái món trứng chiên, những cái sợi bí thì ăn vào giống như là những cái miếng bắp cải trộn cùng với trứng và đem chiên lên thì nó không có bị ngán, ăn như là món trứng chiên rất là ngon. Nhưng mà ngon bông sẽ ăn thêm một ít. Bông thì bông vẫn thích là ăn không như vậy, không có lại sữa chua, có một ít sữa chua thì nó chua chua ngọt ngọt, ăn nó lạ hơn, nó ngon hơn. Còn nếu như mà ăn mà không có sữa chua thì nó như là một cái món trứng chiên truyền thống của Việt Nam mà nó không có điểm gì nổi trội hết. Và món này rất là ngon. Các bạn ơi, các bạn còn chần chừ nữa mà các bạn không nhanh tay thử cái món này đi, rất là ngon. Và bông bật mí thêm là nếu như mà các bạn không có bí ngòi thì các bạn có thể thay bằng trái bí đao, bông nghĩ là cũng được. Nhưng mà các bạn bào và bào nhỏ, và cái món này rất là ngon, rất là good. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết, bông rất tiếc là phải nói lời chào tạm biệt đến các bạn. Các bạn ơi, các bạn đừng quên để lại cho bông một like, share và hãy nhớ đăng ký kênh của bông nha. Còn bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập tiếp theo của Bông Kitchen and More.